Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bộ nồi 7 búa tháo xe 90. Hàng tháo xe kho rất là đẹp. Đây. Đó, anh em nhìn thấy không? Quá đẹp luôn. Cho anh em lên xe 50, 70, 90 nha. Thì đây là nồi 7 búa tháo xe kho. Anh em gắn cho xe 70 với 90 là đúng đời. Anh em nào mà có tiền gắn cho xe 50 là quá đã luôn. Cái thằng 50 á, nó chỉ có 4 búa thôi các bạn. Nó chỉ có 4 cửa thôi nha. Còn làm sao để biết 4 cửa thì anh em nhắn tin Zalo mình chụp mấy tấm hình tháo cái ruột này ra là anh em biết nè. Bây giờ quay video mình không tháo ra các bạn. Đó. Xe anh em nào bị hú, bị kêu. Anh em gắn cái bộ nồi Việt Nam á, nó mà xịn lắm á là cũng là 600-700 ngàn. Nhưng mà gắn vô nó cũng hú nha các bạn. Đó. Còn đây là nồi Vinh Nhật. Nồi Vinh tháo xe, đó, nồi Vinh tháo xe kho. À, siêu đẹp luôn. Anh em gắn vô là em như cho đẻ luôn nha các bạn. Đó, một bộ duy nhất nha. Này một bộ duy nhất. Mình cũng thông báo từ lâu rồi các bạn. Mình nghỉ bán phụ tùng rồi anh em. Nên còn bộ duy nhất thanh lý cho anh em nha. Giá 2,5 triệu. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì hút nhanh nha anh em. Một bộ duy nhất cuối cùng nha các bạn. Đấy, cực đẹp luôn. 2,5 triệu nha. Gắn xe 50 là siêu ngon, là mạnh luôn các bạn. Còn gắn xe 70-90 là đúng hệ của nó. Khỏi suy nghĩ, tại vì nó tháo con xe 90 rồi các bạn. Đây, con đen nè, tháo xe 90 nè. Đó, ok, cảm ơn tất cả các bạn. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.